Ở cái giáo dục ở trường mỹ thuật Yết Kiêu á, là họ chỉ dạy, nói một cách đơn giản này, vẽ hình họa là vẽ người, vẽ tĩnh vật và vẽ phong cảnh. Và ngoài ra thì vẽ những cái bài trang trí đơn giản. Thì là những cái đó là họ cứ dạy như vậy hoài. Và không, cái bài sáng tác cũng không không phải là cái gì vượt ra khỏi những cái mấy cái môn đấy đâu. Thế thì cái khi mà các bạn sinh viên mà muốn sáng tác một cái gì mới á, là đi tìm vất vả lắm. Mà thời em học ấy là không có internet, mà thư viện của nhà trường ấy là nó nghèo nàn, và thậm chí còn khóa cửa, hoặc là để đi vào được cái thư viện nó cũng khó khăn. Mà sách ở trong đấy nó cũng chẳng có những cái gì để mình thấy hứng thú đọc theo. Thành ra là đi 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 kiếm một cái con đường vào cái độ tuổi 20, 21 đấy là khó lắm. Vào cái thời điểm bế tắc của sinh viên đó, thì ở trường có một cái hoạt động là trao đổi giáo viên của tổ chức DAAD Đức ấy, thì có cái cô Veronica Radulovic ấy, cô ấy dạy về lịch sử mỹ thuật đương đại thế giới. Thế thì cái giờ của cô ấy thì cũng rất là ngắn thôi, chỉ khoảng tiếng rưỡi buổi chiều, một tuần một hai buổi gì đấy đến trường. Thế mà cô bật băng video mà cô đã collect ở bên Đức về cho các bạn xem. Thế thì cô bật lên cho mọi người nhìn thấy những cái gì mà thế giới đang làm, đang hoạt động, nó xảy ra như thế nào. Thì lúc đấy mới ngỡ người ra là ôi, người ta đi nhanh quá, ở đây chả chả biết cái gì, suốt ngày chỉ có ngồi mài sơn, mài dán vàng, dán thật nhiều vàng vào thì là đẹp, hoặc là vẽ lụa, hoặc là đấy, những cái đơn giản. Tức là nhà trường họ chỉ giới hạn trong cái mức độ thể hiện thế thôi, còn ngoài ra đó thì các bạn phải tự học. Thế thì cái mà em tự học nó rất là nhiều, mà đa số là từ cái lớp của cô Veronica đấy. Và cô ấy cũng nói cho mọi người biết rằng là ấy, cái sáng tác đừng có bắt chước người ta, mà mình phải bắt đầu từ từ cái câu chuyện của mình. Thế thì em bắt đầu từ câu chuyện của em thì em chẳng biết bắt đầu như thế nào. Nếu mà bảo một sinh viên mới khoảng 20, 21 tuổi mà bắt đầu thì nó cũng cũng hơi khó. Thì người ta vận dụng các câu chuyện của cá nhân ra thì nó, mà kiểu gì cũng bị ảnh hưởng, người xung quanh là thấy người khác hay hơn là thế nào mình cũng bị ảnh hưởng mà. Thế xong rồi em mới nghĩ đến chuyện là phải bắt đầu bằng từ gia đình. Thì gia đình em thì có ông già là phi công chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Thì ông đi học lái máy bay ở bên Trung Quốc, xong ông đi học lái máy bay ở bên Liên Xô. Thế cái tuổi thơ của em là lớn lên ở nhiều sân bay lắm. Thì đi những cái sân bay đó thì cái mà mình cuốn hút là những cái trang thiết bị quân sự, xe cộ, máy bay, pháo, các thứ. Thì cái đó nó là những cái ấn tượng nhiều nhất. Thế thì em mới nghĩ là thế vậy thì những cái hình ảnh này là chắc chắn là phải vào vào tác phẩm rồi. Rồi cái câu chuyện về gia đình nó cũng là cái yếu tố của riêng mình. Thế mình bắt đầu bằng những cái thứ đó. Cái siêu thực với cả hiện thực ấy nó giống như là hai mặt của một đồng xu vậy. Và cái dường như là ở trong những cái tác phẩm của anh, cái siêu thực nó chính là cái kênh để mà mình có thể nhìn về những cái sự thực hoặc là những cái hiện thực nào đấy đang diễn ra ở ở những cái thời điểm mà có thể là nó đã relevant, tức là nó đã đúng thời của nó, hoặc là bây giờ ở thời điểm hiện tại khi mình nhìn về thì mình lại nhìn thấy một cái quá khứ nào đấy rất là đặc trưng, đặc biệt là của miền Bắc Việt Nam. Thì em thấy là ở qua cái việc siêu thực hóa những cái hiện thực này thì nó cũng thể hiện một cái thái độ rất là hài hước ấy. Có một cái ngôn ngữ hài hước này, một chút chế giễu này, và một cái rất là nghịch ngầm, và cái ngôn ngữ nghịch ngầm hài hước này nó thành là giống như là một cái signature của anh ấy. Thì bây giờ ở thời điểm hiện tại cái hài hước nó còn là cái lăng kính mà anh thường sử dụng khi mà anh sáng tác các tác phẩm của mình không? Và theo anh thì là cái sự hài hước này, cái nhìn đời với một con mắt mà nó nhẹ hơn một chút chẳng hạn, thì cái thái độ này nó
nó đã xuyên suốt cái thực hành của anh và nó đã thay đổi hoặc là nó đã phát triển như thế nào? Thực ra mình học cái kỹ thuật về chuyện ẩn dụ hài hước đấy chính là từ Charlie Chaplin. Và xem phim của ông đó là ai xem vào cũng mới đầu cứ phải cười, phải đi qua bước đầu tiên là cười, xong rồi đi bước thứ hai là bắt đầu nghĩ xem là ông nói chuyện gì, rồi mới đến cái cảm xúc là buồn hay vui hay là thấy nó sâu cay hay là ông ấy phản đối chuyện gì hay gì. Thì tất cả những cái đó thì từ con nít cho đến người cao tuổi họ đều tiếp nhận được cái tác phẩm của ông đó. Thế mình cũng nghĩ là tác phẩm của mình cũng nên như vậy, cũng nên là tiếp cận được đa số quần chúng hơn là chỉ một loại số người. Tại vì đa số các câu chuyện mà liên quan đến đời sống của người Việt, về lịch sử của người Việt, về văn hóa địa chính trị của người Việt, nó sẽ thường liên quan đến bạo lực và những sự chiến tranh với lại những sự đau khổ của nhân dân. Thì những cái khi mà mình đề cập đến những chuyện buồn, chuyện khổ ấy là mình sẽ làm cho người khác buồn thêm, khổ thêm. Thế thì bây giờ mặc dù mình nói chuyện buồn nhưng mà mình sẽ nói theo một cách gì đó mà nó sẽ nhẹ đi, giống như Long nói là nó nhẹ đi thì anh phải tìm cái cách hài hước hơn. Thì đúng như ông Charlie Chaplin ông làm đó, thì ông ấy cũng làm về cái sự khổ của bản thân ông ấy, về sự khổ của những người công nhân xung quanh ông đấy, nhưng mà ông vẫn làm theo một cách hài hước, là lấy chính cái bản thân mình làm cái nhân vật để chọc cười và thiên hạ nhìn vào đấy thấy buồn cười, nhưng mà thực ra buồn cười trên sự đau khổ của người khác thì người ta cũng mới đầu thì cười đã, nhưng mà sau cũng phải nghĩ lại, có thể người ta xem đấy xong rồi người ta đi về chứ người ta cũng không có cảm thấy là yêu thích cái đó ngay lập tức, nhưng mà về sau họ vẫn nghĩ lại. Một khi đã gieo cái hình ảnh đấy vào óc người ta rồi, người ta sẽ nghĩ, sẽ đến lúc người ta nghĩ. Thực ra không phải riêng về chuyện đời sống văn hóa chính trị mà thậm chí cả tôn giáo, nó trong tôn giáo thực ra có rất nhiều cái vấn đề mà sử dụng yếu tố hài hước để giáo dục người ta. Thậm chí như ví dụ như bức tranh này là Đức Phật dẫn đầu một đoàn đi khất thực đấy, mà đi trên đường đi vào thành thì nhìn thấy một con heo và đứng chạy ảnh giữa đường ấy, thì Đức Phật mới mỉm cười. Và thường một vị A-la-hán là không có ít cười lắm, không có cười như mình, không có toe toét như mình. Thế thì cái người đi thứ hai là ngài Ananda thì hỏi là tại sao Thế Tôn lại cười. Chuyện nó như thế này, cái con heo này ngày xưa nó đã từng là một vị Phạm Thiên, là vị trời, xong rồi nó bị đọa xuống làm thành người, thành công chúa, xong rồi thành nó đọa dần xuống thành heo. Mặc dù là khi trước khi nó là Phạm Thiên nó đã từng là một vị mà tu hành mà đã đắc này đắc kia, nhưng mà do không tu hành rốt ráo thành ra là khi hết cái phước của Phạm Thiên thì nó lại bị đọa xuống. Thế thì nó cũng là một lời nhắc rằng là cái khi mà có được cái thân người, khi mà tiếp cận được cái lý thuyết học hành đúng đắn thì nên tận dụng cái chuyện cơ hội đó để mà giải quyết rốt ráo vấn đề. Thế còn nếu mình mà cảm thấy là bài học này khó hoặc là mình muốn delay nó sang lúc khác thì có thể may mắn thì delay được, còn nếu không may mắn được mình sẽ mất cơ hội, mình sẽ đọa xuống thành một con này chẳng hạn, để con này là hết cơ hội học. Đúng không? Khi hết phước của con này nó sẽ đọa xuống tiếp con nữa thấp hơn. Okay. Nó cứ xuống dần vậy, thì khi hết cái con dưới cùng rồi mới lên dần. Lâu lắm, hàng ti tỷ năm. Thế thì trong nếu mà mọi người vào chùa ấy, thì không bao giờ gặp những cái tranh kiểu như này, ít lắm. Thì thường họ tôn kính họ kia, không bao giờ họ đặt những vấn đề kiểu như này. Mình đặt một cái con vật như này ra làm nhân vật chính, xong rồi nhân vật kia lại ra làm phụ. Thì mình nghĩ là làm cách mình đặt vấn đề này nó chỉ là đổi vị trí đấy, mà nó một cái là nó thấy hài hước liền. Thế thì khi mà thấy hài hước thì người ta sẽ thứ đầu tiên người ta mắc cười, xong tiếp theo người ta sẽ đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Thì khi đặt câu hỏi thì người ta sẽ tìm cách trả lời, thì đó là cái cơ hội để người ta học, người ta tìm hiểu. Thực ra là khi mà xem cái loạt tranh của anh Hùng vẽ những cái phi cơ ấy, mọi người mang theo
lúa hoặc là theo mang theo những cái túi đựng đồ thực phẩm này nọ kia ấy, thì có một cái ý mà từ trước giờ em luôn luôn muốn hỏi anh Hùng ấy, tại vì là đối với em thì hình cái biểu tượng của những cái pháo hay là những cái phi cơ chiến đấu đấy thì nó từng là đại diện cho nó như là những cái máy móc hủy diệt, nó mang đến chiến tranh, nó sẽ giết giết con người, nó sẽ nổ bom đạn chẳng hạn. Trong tranh của anh thì là nó sẽ mang tới thực phẩm, nó mang tới đến cái nhu yếu phẩm cho cuộc sống hàng ngày của con người. Và thực ra là nó làm em nghĩ rất là nhiều về cái chuyện là những cái con chim sắt này nó đại diện cho những cái cường quốc, nó có thể đến từ phương Bắc, nó có thể đến từ một châu lục nào đấy khác, và nó là những cái con chim sắt đại diện cho quyền lực của những cái cường quốc, những cái cường quốc này. Và những con chim sắt này nó vẫn trong một thời gian rất dài đến tận bây giờ cũng như thế, nó vẫn mang tới những cái nước yếm thế hơn thực phẩm, đồ ăn, thời trang, công nghệ, thậm chí là văn hóa, văn học, nghệ thuật, dược phẩm. Mình có thể được dược phẩm, mình tạm gọi đấy là những cái quyền lực mềm chẳng hạn. Và cái chuyện đấy dù là từ thời thực dân hay là về sau này là thời tư bản, câu chuyện nó vẫn như thế, nó vẫn là cái mối quan hệ khá là phức tạp. Thậm chí bây giờ thì nó đỡ hơn một chút là tại vì nó có sự trao đổi giữa bán cầu Bắc, bán cầu Nam, giữa kẻ trung tâm, kẻ ở ngoại biên, giữa kẻ mạnh và kẻ yếu ấy. Thì khi mà làm cái bộ tác phẩm này, sáng tác cái bộ tác phẩm này, anh có nghĩ đến những cái ý đấy ở trong cái quá trình mà mình sáng tác, hay đấy là cái cách đọc chủ quan của em? Mình không nghĩ quá nhiều về chuyện chính trị. Nhưng mà thực ra chính trị nó là một trò chơi của kẻ mạnh. Cái khi mà đề cập về vấn đề chính trị thì mình sẽ rất là ngại một cái, bởi vì nó nhạy cảm ở chỗ như này: mình sẽ gặp những cái người xem là người mà họ tự ti khi họ là bên thua cuộc, và họ sẽ là người tự hào khi họ là bên thắng cuộc. Thế bây giờ tôi đề cập vào một vấn đề này thì mà tôi đứng về phe bên này thì tôi sẽ mất lòng ông bên kia, mà tôi đứng về ông bên kia mất lòng ông bên này. Thế hai cái ông này mà không hòa giải với nhau ấy thì coi như vấn đề của tôi là thêm đổ thêm dầu vào lửa. Thế thì mình đặt vấn đề của mình là tôi không đề cập đến cái chuyện mâu thuẫn của các ông, mà muốn gợi ra rằng các ông nhìn thấy cái mâu thuẫn này nó là một sự nực cười. Cho nên nó mới phải hài hước. Các ông phải nhìn thấy cái sự mâu thuẫn là một điều nực cười, vì thực ra tất cả mọi người sống chung với nhau trong một quả đất, nhưng mà thực ra gây ra chiến tranh là chỉ làm hỏng cái quả đất thôi. Giống như mình ở trong nhà mà chửi nhau, đánh nhau thì phá cái nhà, đúng không? Thế thì bây giờ vì cái nhà thì phải sống hòa thuận thế thôi. Thế thì các chúng sinh mà sống chung với nhau trong một chú xứ thì là đều phải trông vào cái sự hòa thuận thì mới sống được, chứ nếu không thì không sống được. Có một cái khi mà xem các tác phẩm của anh Hùng em rất là thích, đặc biệt là về cái điêu khắc hoặc là mấy cái điêu khắc mà anh làm cỡ to, kể cả cỡ to lẫn cỡ nhỏ ấy. Tại vì là ví dụ như là mình em nhớ đến những cái tác phẩm điêu khắc mà nó rất là đặc chất kiểu của miền Bắc, kiểu rất là bộ đội chẳng hạn. Mình nghĩ đến cái đi chợ là một trong những cái đấy này. Rồi thì kể cả cái bốt canh gác rồi kể cả cái nhỏ xíu là một ông tổ trưởng dân phố đeo ông dân phòng đeo cái băng màu đỏ. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đấy cũng có những cái điêu khắc mà nó không nhất thiết là chỉ về Việt Nam, mà nó nói rộng hơn đến cái sự hỗn loạn về an toàn xã hội hoặc là về an ninh. Ví dụ như là mình có cái giữ hành tinh ta sạch, là các người mặc quân phục ở kiểu như thế, giống như một dạng cảnh sát và đang đánh một con lợn, hoặc là màu xấu là cũng là cảnh sát nhưng mà họ đang đánh một tuyết màu không hợp chuẩn. Thì thực ra là
Có thể lúc mà anh bắt lúc anh sáng tác cái đó, rõ ràng anh sẽ có một cái ý tưởng riêng, nhưng mà khi đến người đọc, đến với người đọc, đặc biệt là mình nghĩ cả về cái những cái phong trào ví dụ như là Black Lives Matter chẳng hạn, thì mình nghĩ về cái tweet màu xấu đấy, thì em không thể nào mà không không nghĩ đến cả những cái vấn đề mà nó rộng hơn mà cái tác phẩm này nó gợi cho mình. Thì em thấy là ở xuyên suốt những cái tác phẩm điêu khắc này của anh ấy, hoặc là kể cả tác phẩm tranh cũng như thế, anh làm rõ ra cái tính phi lý của những cái biểu tượng mà được trao cho quyền năng, được trao cho quyền lực, sự phi lý trong hành vi của họ. Nhưng mà đồng thời là anh cũng bằng một cách rất là ngây thơ nhé, ngây thơ đáng yêu như kiểu của một đứa trẻ ấy, anh giải thể những cái quyền lực đấy của họ bằng cách là anh phóng to những cái vật đấy lên, hoặc là anh cho những cái nhân vật cảnh sát thành là nhỏ tí xíu chẳng hạn, giống như là những cái đồ chơi chẳng hạn. Và em luôn luôn ấn tượng là hầu hết là với tất cả các điêu khắc của anh đều phết lên trên bề mặt. Em nghĩ là tại vì mình muốn phết lên một cái lớp nó có công năng là nó preserve ấy, tức là nó bảo quản ấy, nhưng thực ra là chính cái lớp bóng như thế, cái lớp dầu bóng hay là màu bóng gì đấy, nó lại làm cho nó giống như là những cái đồ chơi của trẻ con ấy, giống như kiểu Lego mà kiểu ai cũng có thể lắp, ai cũng có thể chơi được với nó, và nó thành cái thế giới riêng của mình, và đấy mình có quyền, mình được làm chủ cái thế giới đấy ấy. Thì em có một câu hỏi với anh Hùng, đấy là khi mà anh sáng tác như vậy ấy, cái thủ pháp mà mình phóng to thu nhỏ này, rồi thì mình thay đổi, mình phá đi những cái ngữ cảnh nguyên bản của một cái biểu tượng hay là của một cái hành vi ấy, thì nó có phải là một cái hành động rất là ý thức không, về cái mặt là mình sẽ giải thể cái sức mạnh hay là cái gọi là cái quyền năng mà một cái biểu tượng hay là một cái hành vi nó được xã hội gán cho ấy. Hay đơn giản nó chỉ là việc là anh thử nghiệm nhiều và anh thấy rằng là cái này nó hợp với cái ngôn ngữ của mình, cái này nó hợp với cái phong cách của mình, nên là mình sẽ làm như thế. Với cái quyền lực mà xã hội trao cho một số người nào đó ấy, nó cũng là một chuyện nực cười thôi. Thực ra họ tưởng là họ tài năng, hoặc là họ tưởng là họ giỏi giang khi mà được trao nhiệm vụ. Nhưng mà thực ra cái đó nó chỉ là những cái duyên, và những cái nếu mà một người thấy đó là một sự tiến thân thì nó cũng chỉ là một cái phước gì đó thôi trong cái cuộc sống này. Khi mà hết cái phước đó thì người đó sẽ không làm cái việc đó nữa. Nhưng mà khi mà thì cũng như cái ông mà điều hành cuộc chơi vậy đó, ông ấy có phước để điều hành cuộc chơi thì ông nên điều hành cách nào cho nó hợp lý, cho nó tăng phước với nhiều người. Còn cái người mà điều hành cuộc chơi mà chỉ để thỏa mãn cái bản ngã cá nhân của mình ấy, thì cái chẳng hạn như màu xấu hay là giữ hành tinh sạch sẽ, đó là chỉ là những cái mà mình tạo ra một cái nội quy, xong là mình bắt tất cả những cái thứ khác nó phải theo cái nội quy của mình một cách chủ quan, chứ không phải mình chấp nhận rằng cái các cái chúng sinh khác biệt đó là mình không có chấp nhận nó, mà mình bắt nó phải làm sao để phục vụ mình, giống như loài người làm ra các trang thiết bị bây giờ là để phục vụ loài người, nhưng mà thực ra quên mất đi là không phục vụ những cái loài chúng sinh khác. Rồi cái việc mà mình sử dụng hình ảnh những cái người lính mà đánh những cái đồ vật, hoặc là đánh những cái con vật, nó đương nhiên là nó nhìn thấy buồn cười rồi, nhưng mà nhìn sau cái sự buồn cười đấy là người ta nhìn thấy một cái sự phân biệt không chấp nhận một cách quá đáng. Thì nếu mà chấp nhận thì thực ra chúng nó cũng không có nguy hại gì với chúng ta, nhưng mà chúng ta cứ thích đánh nó để thỏa mãn cái bản ngã của mình thôi. Thì giống như việc mình tạo ra một cái nội quy ở trong một tập thể, xong rồi cứ cái
xong rồi có một con gì đấy nó chạy vào trong tập thể đấy, là mình thấy con này đáng ghét là mình dẹp nó đi. Nhưng mà thực ra con đấy nó cũng không có hại gì đối với cả tập thể thì mình cứ chấp nhận được. Thế thì khi mà thực ra cái người mà điều hành cuộc chơi ấy, là nên nhìn rộng hơn nữa, là nên nhìn cái cuộc chơi không phải chỉ riêng cho chúng ta mà cuộc chơi này còn ảnh hưởng đến cả những cái loài khác. Thế thì khi mà nhìn rộng ra như vậy thì có thể người ta sẽ nghĩ cuộc chơi kiểu khác. Nguyên Art Foundation thì hiện nay có hai cái tác phẩm của em, một cái là Nơi Ẩn số 2 và một cái là tất cả hành lên tàu. Cùng khởi hành gì đấy. Thì em có thể nói thêm về hai cái tác phẩm đấy. Cái Hidden Place là nó là một cái bàn thờ mà thân thuộc với phong tục của người Việt Nam. Thì thực ra cái bàn thờ đấy cũng không quan trọng luôn, mà nếu thay bằng một cái bàn thờ khác cũng được, hoặc là thay bằng một cái biểu tượng gì tín ngưỡng khác cũng được. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà mình ghép những cái nhân vật mà nấp vào đằng sau cái biểu tượng tôn giáo hoặc là biểu tượng tín ngưỡng để mà chiến đấu, thì là cái đó là nó sẽ gợi lên những câu hỏi là tại sao lại phải chiến đấu dưới cái biểu tượng này, tại sao lại phải ẩn nấp vào đây, rồi liệu cái chỗ ẩn nấp này nó có đủ chắc chắn cho mình không, nó có đủ bảo vệ mình khỏi bị làm sao không. Thì cái đó câu hỏi đấy cũng không cần phải trả lời, thì mọi người xem thì người ta chỉ thấy mắc cười thôi, nhưng mà người ta đã đặt câu hỏi ra rồi thì người ta sẽ tự hỏi xem là trong cái cuộc đời này bạn tin vào cái gì. Thế thì cái cũng câu hỏi đó, cái All Aboard nó cũng là một cái version khác, thì không phải là nấp vào đấy để chiến đấu mà ta bám vào đấy để ta đi. Thì cái khi mà cái đó nó đã đủ vững chắc để bạn bám chưa, bạn bám thế một người, hai người hay là tất cả mọi người đều có niềm tin giống nhau, đều bám vào đó, thế thì cái cũng là câu hỏi để mở thôi, không cần phải trả lời. Nhưng mà khi mà mình sống đến hết cuộc đời, cái cận tử nghiệp nó đến, nó ở cho mình thấy là cả cuộc đời này sống mấy chục năm rồi không biết để làm gì, cuối cùng là thần chết nó đến, thì là mình mới thấy là ôi sợ quá, không có mang được theo người thân, không có mang được theo của cải, không có mang được theo địa vị danh vọng, rồi còn bao nhiêu việc chưa làm. Thế là lúc đấy cái hoảng sợ lên, thì trong cái sự vận hành của nghiệp ấy, là khi mà chết mà có những cái sự hoảng sợ, có tâm sân, thì người đó không thể tái sinh vào cảnh giới cao hơn được nữa, mà sẽ phải đọa xuống. Thành ra lúc chết mà ai mà có tâm sợ hãi thì người đó chắc chắn đọa. Qua những cái chia sẻ của anh thì em thấy là hai cái tác phẩm ở trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation thực ra nó lại thuộc vào một cái thời kỳ rất là thú vị, tại vì là trong những năm gần đây anh Hùng cũng dần tìm tới một cái đạo là Phật giáo, và anh cũng có thực hành cái việc tu hành chẳng hạn, hoặc là mình làm những cái công tác mà nó liên quan tới chùa thiền. Và nhưng mà trong qua những cái chia sẻ của anh thì có cảm giác là anh theo đấy, nhưng mà anh sẽ luôn luôn có một cái nó sẽ luôn luôn tồn tại song song cả cái việc là mình sẽ chất vấn cả cái việc là mình đang theo cái gì. Và không chỉ là theo, ý em ở đây không nói là chỉ một cái đạo, mà là mình đang chất vấn cả cái câu chuyện về niềm tin nữa. Ví dụ như ở trong cái Nơi Ẩn Dấu số 2 thì là về cái việc là người ta sẵn sàng chiến đấu vì niềm tin gì. Ở cái Tất Cả Cùng Rời Đi chẳng hạn thì là người ta sẵn sàng rời đi vì niềm tin gì. Thì em thấy là anh dấn thân vào cái niềm tin, nhưng đồng thời anh cũng đặt mình ở một cái vị trí bên ngoài để mà mình nhìn về cái thứ niềm tin mà mình đang đi theo như vậy, và mình đặt câu hỏi ấy. Thì cái nhận định như thế này anh có nghĩ là nó phù hợp để mà nhìn về hai cái tác phẩm này của anh không? Không, thực ra cả hai tác phẩm đều khẳng định niềm tin của anh rồi, chứ không, anh không có đặt lại câu hỏi nữa, vì là mà anh tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Thì nghiệp là những cái gì mà những hành vi mà mình đã làm từ lúc mình đẻ ra, hoặc là từ cả các kiếp trước cộng lại thì là nghiệp. Còn quả của nghiệp là những cái gì mình nhận lại
trong kiếp này và nhận lại cả trong tương lai nữa. Thì cái đó là một cái logic sự vận hành mà mình không thể không tin. Thì mình không thấy có một lý thuyết nào có thể cãi lại được cái lý thuyết nghiệp và quả của nghiệp, cho nên là mình tin hoàn toàn. Thế thì hai cái tác phẩm đó chỉ là những cái mà nó chạy loanh quanh cái lý thuyết đấy thôi, chứ mình không có đặt lại câu hỏi cho cái đó nữa.